Kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sanh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sức mạng đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang. Lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh đã biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoan ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sao. Kính thiên hai. Kính thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời. Ấy là ân phúc Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tu hành theo đúng thiên tâm Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong thay trời, không mê theo sát phàm trần, tu sao cho xứng với ân thượng hoàng.